Xin chào các Xin bạn. chào các bạn đã đến với kênh Hạnh Làm Bác Xuyên Family Cuộc Sống Pháp. Thì hôm nay mình làm một cái video về những cái câu ngắn cũng như một những cái cụm từ ngắn mà người Pháp sử dụng thường xuyên trong giao tiếp. Hy vọng các bạn sẽ học được những cái câu này và để dễ dàng giao tiếp mỗi ngày. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học với bác Xuyên thôi. C'est parti. C'est génial. C'est génial. Regardez, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît. Moi aussi. Moi aussi. C'est la vie. C'est la vie. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Attendez. Attendez. Entrez. Entrez. Sortie. Sorti. C'est marrant. C'est marrant. Quelle chance. Quelle chance. Tant pis. Tant pis. Peut-être. Peut-être. Dors bien. Dors bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Pas question. Pas question. Tais-toi. Tais-toi. Allons-y. Allons-y. Faites attention. Faites attention. On verra. On verra. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Petit à petit. Petit à petit. Bonne chance. Bonne chance. Félicitations. Félicitations. Debout. Debout. Exactement. Exactement. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Amusez-vous bien.
Amusez-vous bien. Ici. Ici. Partout. Partout. Où vas-tu? Où vas-tu? Sortie de secours. Sortie de secours. Pousser. Pousser. Tirer. Tirer. Bonne année. Bonne année. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Enchanté. Enchanté. Juste un peu. Juste un peu. Je suis à la maison. Je suis à la maison. Je suis au travail. Je suis au travail. Je suis perdu. Je suis perdu. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Bon boulot. Bon boulot. Santé. Santé. Bon voyage. Bon voyage. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bon appétit. Bon appétit. Par exemple. Par exemple. C'est tout. C'est tout. Entrée interdite. Entrée interdite. Interdiction de fumer. Interdiction de fumer. C'est fini. À bientôt. Mgeplai.
Cảm ơn mọi người đã xem video của vợ chồng mình. Và nếu như các bạn thích video của vợ chồng mình thì các bạn làm ơn đăng ký ủng hộ vợ chồng mình nha. Nhớ nhấn chuông nữa để khi nào có video mới ra thì các bạn có thể biết được. Và các bạn comment bên dưới những cái nội dung nào mới mà các bạn muốn vợ chồng mình làm để vợ chồng mình làm giúp cho các bạn nha. Cảm ơn, chào tạm biệt. Bye bye.